chào mọi người, mình là huấn luyện viên Hà Thi đến từ Liên đoàn Thể dục Thành phố Hồ Chí Minh. Như chúng ta đã biết, tình hình dịch bệnh Corona đang diễn ra hết sức phức tạp. Chúng ta không thể nào đến các phòng tập thể dục được. Vì thế hôm nay Thi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số bài tập aerobic tại nhà nhằm tăng cường khả năng miễn dịch. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Hai chân chúng ta tách rộng. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần khởi động. Hai tay vươn dài lên cao, hít sâu, đan hai tay lại, căng người lên. Rồi thở ra, ép chỏ bên trái xuống, giữ lại. Lên hít sâu. Và đổi bên tương tự. Rồi lên hít sâu một lần nữa, vòng hai tay ra sau. Đan hai tay lại, mở vai, mở ngực. Ép sâu xuống, gập người xuống, thở hết ra. Rồi từ từ lên hít sâu. Hai tay chúng ta dang ngang. Ép nghiêng lược, tay trái ôm eo, tay phải ép sát, thở hết ra, hít sâu, ta trở về, đổi bên, rồi hít sâu trở về giữa, ta cúi gập người về trước, ép tay phải, tay trái lên cao, mắt nhìn theo và giữ lại, ôm ta đổi bên tương tự, mắt nhìn theo. Rồi chúng ta trở về giữa. Hai chân tách rộng hơn, khuỵu nhẹ gối bên phải bên trái. Nhấp. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta đổi bên. 2 2 3 4 5 6 7 8 và chúng ta ép giữ lại sâu hơn. 1 2 3 4 5 6 7 và đổi bên. 2 2 3 4 5 6 7 ta trở về giữa. Hai tay chống xuống sàn, từ từ khép hai chân lại. Rồi từ từ hít sâu, hai tay lên cao. Căng người hơi ngã ra sau và vũ mạnh xuống nào. Thở ra. Hít sâu. Vũ mạnh. Hai lần nữa, hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Rồi. Bây giờ giới thiệu bài khởi động cho các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bài tập chính ngày hôm nay. Bài tập của chúng ta có tên gọi là Tabata, gồm có 5 động tác. Với bài tập này, chúng ta sẽ giảm cân thật là hiệu quả tại nhà và ai cũng có thể tập được. Động tác đầu tiên, hai chân chúng ta khép lại. Hai tay đặt cặp hai bên hông. Và chúng ta nhảy tách chụm. Hai tay lên cao và khép lại. Động tác này chúng ta nhảy 2 lần 8 nhịp. Chúng ta bắt đầu luôn nhé. Đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hồi và chúng ta giảm chân, hít thở điều hòa nào. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Hồi động tác số 2. Hai chân chúng ta tách rộng hơn vai. Và chúng ta hạ mông khuỵu gối ngồi sâu xuống. Đầu gối chúng ta không vượt qua khỏi mũi chân. Mông đẩy ra sau. Siết chặt bụng lại và chúng ta bật nhảy lên, hai tay ra sau. Cách này chúng ta cũng thực hiện 2 lần 8 nhịp. Bắt đầu nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7. Hồi và chúng ta giảm chân điều hòa nào. Sau. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Rồi động tác số 3. Ta sẽ chống hai tay xuống sàn, khuỵu gối. Rồi các bạn làm theo nè. Ta giữ tư thế chống đẩy, hai chân duỗi dài. Giống ta chạy leo núi, co rút gối bên phải. Ta rút 3 nhịp, 1 2 3 ta dừng lại. Và ta sẽ thực hiện 2 lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 2 2 3 4 5 6 2 lần nữa. 2 3 4 5 thôi và chúng ta đứng lên. Chúng ta dậm chân tại chỗ, hít sâu nào. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Rồi chúng ta có động tác tiếp theo, động tác tập cho đùi. Hai chân ta song song. Bước chân phải lên và khuỵu hai gối, hai tay chống hông nào. Khuỵu hai gối xuống. Và bước trở về, sau đó đổi chân trái lùi ra sau và khuỵu gối xuống. Bước trở về, mỗi một bên ta làm 5 lần như vậy nha.
Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, cố lên nào. 5, 2, 3. Rồi, bạn ta đổi bên tương tự, chân trái bước lên, khuỵu gối phải, trở về, sau đó bước chân phải, khuỵu gối, trở về. Bắt đầu, đi. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3. Thôi, bạn ta giảm chân, hít sâu, thở ra. Thôi, động tác cuối cùng, chúng ta sẽ tập cho cơ bụng và chúng ta sẽ nằm xuống. Hai tay chúng ta ôm nhẹ lấy đầu, nâng vai lên cách sàn 30 độ, hai chân ta co lên vuông góc. Nhịp 1 chúng ta thả gối phải, nhịp 2 thả gót trái, nhịp thứ 3 chúng ta rút hai gối lên. Và chúng ta thực hiện 2 lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1, 2, 3, 5, 6, 7, tiếp tục. 2, 2, 3, 5, 6, 7, cố lên. 3, 2, 3, 5, 6, 7. Rồi, chúng ta ngồi dậy nè. Còn ta dặn chân tay chậu hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Rồi, thì vừa giới thiệu xong cho các bạn 5 động tác của bài Tabata tại nhà, và chúng ta có thể tăng số lần, số lượt lên để đạt được một kết quả mong muốn. Và bây giờ sau bài tập Tabata cũng khá là nặng, thì bây giờ chúng ta sẽ tập bài Aerobic Dance nhé. Chúng ta bắt đầu nha. Hai chân ta khép, ta giảm chân tại chỗ 3 nhịp. 1, 2, 3 và chúng ta nhảy bật lên, hai tay lên cao. Bắt đầu 2 lần, 4 lần 8 nhịp nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, thôi động tác số 2. Hai chân ta tách, hai tay gian ngang. Còn ta khuỵu nhẹ gối phải, đấm tay phải xuống. Còn ta trở về ngang, sau đó hạ mông khuỵu gối tay lên cao và trở về. Thực hiện đổi bên tương tự như vậy luôn, tay lên cao và trở về. Chúng ta cũng sẽ làm hai lần như vậy, hai tay gian ngang. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, khép chân lại nè. Động tác số 3, ta sẽ chạy rung đùi. Hai tay em ta để phía trước và em ta đẩy mông ra sau, chạy nhẹ. 4 lần 8 nhịp như vậy nha. Rồi, động tác thứ 4. Hai chân ta tách, tay để ngang ngực. Và em ta có động tác đánh ngực. Đồng thời em ta xoay người qua bên trái. 1, 2, 3, 4. Và chúng ta đi lùi về 4 nhịp. 5, 6, 7. Trở về, sau đó thực hiện đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta thực hiện y như vậy vào 4 lần 8 nhịp. Ta bắt đầu nha. Tay lên nào. 5, 6, 7 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục nào. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nào. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, thôi động tác số 5. Chúng ta đánh hông ngang, duỗi chân. Một lần 8 nhịp cho bên phải và một lần 8 nhịp cho bên trái nha. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta đổi bên tương tự. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, chúng ta thử.
thực hiện hai bên 4 lần 8 nhịp như vậy. Bắt đầu nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khép chân nào. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khép chân nào. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khép chân lần cuối. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Và động tác cuối cùng, chúng ta sẽ nhảy chậm hai nhịp qua bên phải, hai nhịp qua bên trái. Sau đó nhảy tắt tắt chậm, chúng ta đổi bên, hai nhịp qua trái, hai nhịp qua phải và nhảy tắt tắt chậm. Tương tự vậy, chúng ta làm 4 lần 8 nhịp. Bắt đầu nha. 5 6 7 đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào nhạc luôn nha. Tiếp tục nào. 2 2 3 nhảy lên. 5 6 7 tiếp. 3 2 3 4 5 6 7 tiếp tục. 4 2 3 4 5 6 mở chân ngang nào. 1 2 5 6 7 8 2 2 5 6 7 tiếp tục. 3 2 5 6 4 2 5 6 7 chạy nhanh. Cố lên. Hít thở đi. Đánh ngực. 1, 2, 3, 4, lùi. 5, 6, 7, đổi bên. 5, 6, 7, tiếp tục nào. 3, 2, đổi bên. Đứng ngang. 1, 2, 5, 6, 7, đổi bên. Lần nữa nào. Lần cuối. Sau. Mở chân ngang. Xuống. 2, 2, 5, 6, cố lên. Hít thở đều. Đổi bên. Quý quá trời. Trở về giữa nào. Khép hai chân vô. Chuẩn bị nhảy chậm hai bên nào. Tiếp. Hết sâu.
ta đến đây là hết. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Thân ái chào tạm biệt.